Vâng, xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Và hiện tại chúng ta đang xuất hiện trên cung đường Xuân Diệu, một ngày thời tiết không có nhiều nắng lắm. Đây. Và hướng chúng ta đi thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào hướng Mũi Tấn nha mọi người. Đây. Cách đây khoảng 5 phút thôi là trời vẫn chưa hửng nắng, nhưng mà bây giờ thì hửng nắng lên rồi, khá là đẹp. Mình leo lên cái sub 3, mình đi cái vỉa hè một tí. Mới khiên xong mọi người, tối lại nữa rồi. Đấy, khu vực này thì rất là gần bờ biển luôn. Chiều mát thì mọi người hay ra ngồi đây. Ở các khu vực khác thì nó có cái bãi cát khá là rộng. Đây, đoạn này rất gần, tay dừng có thể ngồi trên bờ đá này và nghe được tiếng sóng một cách rõ nét luôn á mọi người. Tay tắt máy này để mọi người có thể nghe được cái âm thanh của sóng này. Dữ dội và dịu êm. Có lẽ nhìn ở đây mọi người thấy mấy con tàu kia nhỏ lắm, mà dùm lên thì thấy nó khá là khổng lồ ấy, nó không có chui vào trong cảng, nó phải dừng ngoài này. Chúng ta sẽ sẵn tiện trên con đường này để cập nhật cái tiến độ của bên dự án khu căn hộ khách sạn Xuân Diệu nha mọi người. Cái dự án này thì chủ yếu là chắc họ đang xây móng thôi, nhưng ta cũng phải xem thử một đoạn dù sao thì nó cũng sạch. Đấy, gió ngoài biển vào đập lên cái tòa nhà bật ngược trở ra. Trời này là mưa, mặc áo mưa đi thì chúng ta phải ướt hết. Nếu em mà quấy vào đây thì coi chừng. Trong cái quảng trường nhạc nước này cũng khá là chiêu chiêu, nếu mà mình muốn chụp ảnh toàn cảnh video ấy nha mọi người. Vào mình chụp chung là đây, ở ngoài này nó có cái hàng cây nó bị khá là chặt. Đây là dự án khu căn hộ khách sạn Xuân Diệu em. Do là cái dự án thì họ sẽ quay lại, mình không thấy được bên trong, nhưng mà để xem thử nè. Nhìn sơ qua mấy cái khoảng trống thì vẫn còn thấy cái kiểu như là họ đang làm cái phần móng á, phần tầng hầm bên trong. Khi căn hộ này lên thì khu vực này cũng ok hơn nè. Tại bình thường thì con đường này nó hơi nhỏ. Đầu máy móc một kiểu quá trời quá đất. Vâng, chúng ta đi cung đường Xuân Diệu nha mọi người. Sorry, cung đường này là trơn như vậy. Đây, máy móc trong đó buồn quá trời, đang làm phần móng, phần hầm. Trời, chỗ đây mới cháy, đang đi vệ sinh này. Dự án Antara. Buổi tối nếu mà có dịp đi qua đây thì mọi người cũng thấy là ra đường này chiếc tháp ghế không chỉ đến Antara mà còn lớn cái khách sạn vào mùa mưa thì đều như vậy. Tuy nhiên thì ở đây cư dân ở cũng ít á, không hiểu sao, chứ còn thiết kế này cũng khá đẹp á mọi người. Đây là tách râm rồi nè, hoa cúc quá trời. Đây là dự án Simona hay cũ, không biết nay đổi tên gì không? Chung cư Trần Bình Trọng này đang xây móng nha mọi người. Chung là triển khai xây rồi, xây móng khu vực này. Đáng lẽ là chúng ta có thể đi vào cung đường của Trần Bình Trọng này để mà xem cái quanh khu vực này, tuy nhiên thì ở bên trong á mọi người đang có đám ma nên chúng ta không tiện vào bên trong lắm, nên mình sẽ dừng video ở đây nha.